Rồi, xin chào tất cả anh em chú bác đang xem clip này. Thì hôm nay mình lên cho anh em chú bác mình là hai cái mẫu máy hàng sale nha. Mạch 2 xung và mạch 3 xung mới vừa làm xong. Để mình quay sơn dòng cho anh em biết là mình vẫn đóng pin công cụ cho anh em từ 18650 cho tới 21700 sale chất lượng nha anh em. Tiền nào của nấy, cho nên là anh em đừng so sánh sale Sony với thằng Nhung Bất kể các loại sale nào khác. Dù hàng tàu có nè, mình C4 cũ có nè. Còn lại là C4 mới, C5, C6 hàng đợi pin 18650 có đầy đủ hàng mới cho anh em nha. Ví dụ mình lấy mẫu cho thằng này đi, thằng này là nội trợ 13, thằng này là hàng mờ chữ, là hàng mới, mới tinh nha anh em, mới tinh không à, là hàng chưa hàng đầu đích nha. Đó, quay sơ cho anh em mới thôi. Còn bên kia anh em thấy là một cái kho pin của mình đó, tất cả các loại pin. Còn hôm qua thì mình có chơi trò chơi một câu hỏi thì cũng có anh lái rồi nha. Còn một máy này của những anh thợ ở Hóc Môn này luôn mà anh chưa có ghé lấy. Thì mình lên 5 con máy hàng, chưa kịp 5 con máy hàng xe pin. Thì mình hôm mai mình trả đơn cho một anh nữa là ở Gò Vấp nữa là xong. Còn lại 3 cái mình lên clip mình bán luôn. Rồi vô đây, vô vấn đề luôn nha nè. Nhanh con lẹ, giờ này mình quay cũng tối rồi, do bận công việc quá trời. Cho làm những quả pin để mai kịp cho khách đó. Sẵn mình test máy trên đây rồi, sẵn máy hàng mai mình sẽ giao luôn. Đây, trước mặt anh em là bên đây là một mạch của Bảo Anh, mạch này nó đắt hơn nha. Mạch này mạch tới 3 xung lận. 3 xung là sao mà mình sẽ nói vào chi tiết nha. Còn mạch này là mạch mẫu mới, mạch này là mạch tàu nha anh em, mạch tàu mà nó là tích hợp 2 xung. Cái mạch này mới luôn nha. Ưu điểm của mạch mới là nó sẽ khắc chế những nhược điểm của mạch cũ ha. Đời đầu anh em xài là cực kỳ ngon luôn nha. Cái này là mình test trên đây, anh em nào thấy ok thì mua về sử dụng nha. Mấy cái máy hàng mình làm bán từ năm rồi tới năm nay thì nói chung là chưa có một cái phản ánh là như là tệ nào nha anh em. Sử dụng tới hôm nay là cũng vẫn rất là ok. Còn anh em mới mua khoảng mấy ngày trước thì đa phần anh em đã nhận ha. Có gì thắc mắc anh em không hiểu thì mình sẽ hướng dẫn. Đây lên cái máy hàng này màu 2 xung của tàu đó nha. Thằng này sử dụng con BTA 100, còn mạch này là mạch xịn, mạch 3 xung này là của Bảo Anh, của thợ Việt Nam mình làm nghe năm, chất lượng nó khẳng định được vài năm rồi. Nó cũng khắc chế tất cả các khuyết điểm của máy tàu, mạch tàu thôi. Mạch tàu được mấy cái mạch cũ á, nó là nhiều hãng cho nên có hãng làm kém chất lượng này nó lung tung, anh em tự làm sao rất là tốn phí ở cái khoản đó. Với cách làm biến áp mạch này 3 xung Bảo Anh nó sử dụng con SCR công nghiệp hàng bãi, là cũng như hàng xịn đó nghe anh em, nó khác biệt. Sự chênh lệch nó cũng không có đáng kể. Thì anh em nào mà quan tâm thì hãy xem kỹ trên clip này và có thể là lựa chọn những máy hàng cho mình của mình. Mình đóng pin sửa pin tất cả các loại công cụ, pin nói chung là chơi đa hệ luôn nghe anh em. Pin lưu trữ mình đang test xả cái đó, chỉ coi cái nó xả chuẩn hay không để mình còn một bộ nữa mình giao cho khách. Như mấy quả pin này mình lên cho khách này, mấy quả vỏ pin Panasonic 14.4 nha anh em. Này mình lên sale 21700 VTC 6A. Dung lượng nó thì còn pin tháo khói nha, chứ pin mới thì mình chuẩn 4A. Còn này pin cũ mình bao 3K8 trở lên. Là tức là 3000 một thằng sale này là dung lượng vào 3.8A trở lên ha. Cái này mình đấu cho khách là mạch xả trực tiếp. Còn cái mạch này là cũng như là coi như là mạch ghép, là để sạc, nhiệm vụ nó chỉ để sạc vào thôi. Đây là cái giỏ của khách gửi mình, ông thợ nó đóng không có câu hai cái dây vô trực tiếp trong đây luôn, bởi vì hỏng pin là đúng rồi. Còn mình ở đây mặt chủ nhiệm vụ của thằng này là cái mặt này chỉ sạc thôi, tại mình đang test sạc mà. Còn anh em thấy hai cái dây này là dây âm dương nè, mình đấu trực tiếp luôn, xả cho xả trực tiếp lên cho nó, là coi như cái quả pin này nó xài là coi như là những cái máy của thằng Bana là không thể ngắt nha. Một phần sale thôi, anh em thấy mình cũng test lên 5-6-70A nó mới gọi là ngắt rồi. Pin này là pin pin cũ, pin tháo khói anh em. Mình phải mài vỏ đi anh em, chứ không phải là mình ấy đấu mạch như thế này là máy nó chạy đâu nha. Panasonic nó ba chân, mình phải hàn thêm cái dây kia của dây, mà cái dây khi tín hiệu anh em, dây tín hiệu chân thứ ba mới sử dụng được nha, chứ không phải anh em nhìn về cứ đấu trực tiếp là máy nó chạy đâu. Cái này mình để mình test, đêm nay mình test, mai mình test cái nữa mình sẽ giao cho khách. Vỏ Panasonic lên hay sale 21700 này cũng cực công tiếng, nhưng mà mình làm cho chất lượng thôi, bỏ dự y luôn anh em, không luôn này, tại còn cắn cái chất sạc.
tùy theo giá trị tiền, tùy theo vỏ thôi. Như vỏ Makita đóng lẻ, như quả pin này thì mà hôm qua mình đăng thì có khách chốt rồi, mua thêm sạc nữa để mình đổ cái mạch lại. Một số anh em e ngại về những cái kiểu như sạc xả trực tiếp này, anh em e ngại sợ pin nó hư hỏng ha. Nếu mà pin anh tốt, nó sẽ sạc, nó xả trực tiếp nó còn ngon hơn là qua cái mạch nữa. Đấu qua mạch, những cái mạch nó tự xả nữa ha. Còn này mình, cái mạch này mình cho nó là chừng nhiệm vụ chỉ để sạc thôi. Sạc mà còn cân bằng còn chưa tốt nữa nè, mình đo rồi nó cân bằng chưa được, còn lệch áp nữa. Còn nếu mà cỡ như mình sử dụng quả pin này là coi như dòng đời là làm dòng đời, mình sử dụng mãi vĩnh viễn cho đến hết dòng đời của chu kỳ pin luôn, tức là pin nó hết dung lượng đó. Để được làm như vậy thì anh em thường nói chung là khoảng tầm 1 tháng 2 tháng anh em tháo vỏ ra, anh em cân áp lại để cho quả pin này nó luôn luôn là cũng như điều vol một thời gian thôi, chứ không phải là mỗi ngày đâu anh em. Ví dụ như một thằng này nó lệch áp nè, ví dụ này 4/2, này 4/15, anh em sạc đầy thằng này 4/12, 4/15, nói đơn giản hai cell, hai hàng cell, hai hàng này thôi, là khi mà anh em anh xả là nó sẽ theo dung lượng cái thằng thấp nhất. Cho nên nhiều khi anh em sử dụng chưa có phát huy hết được cái công suất, thợ thì nói chung đa phần là đóng cũng đúng kỹ thuật rồi, còn như vậy cách sử dụng của mình để cho nó bền nữa thì anh em phải tự cân áp trong một khoảng thời gian nhất định, anh em dùng nhiều hay ít đó để cho anh em sử dụng bền nha. Còn này xả trực tiếp là mình bao hư luôn. Từ khi anh em sử dụng không có cân áp lại trong một thời gian dài, khả năng kiểu như là pin nó tốt, nó tự xả như khi nó còn ngon hơn là tự qua cái mạch như khi nó cân bằng không tốt. Nội nạp vào là mình không cái, mình thấy cái mấy mạch nào cũng vậy thôi, nó cũng có cái tỷ lệ lệch áp thôi. Ví dụ như một quả pin xịn của Nhật Makita Boss, khi mà nó đóng mới vào nó cũng là mạch xả trực tiếp trên pin, còn nhiệm vụ chỉ cái mạch kia chỉ sạc thôi. Tại sao nó niêm phong lại, nó để bảo hành cho anh em là sử dụng 1 năm không hề ảnh gì đó. Anh em thấy là anh biết cái là cái chất lượng ở cái cell tốt mới làm được như vậy nha anh em, chứ không phải cell nào cũng làm được. Cell tốt anh em ấy được, chứ anh em còn đừng có e ngại mà sợ nó hư hao chết cell là chuyện là gần không có, nó an toàn hơn đấu qua mạch. Rồi vô vấn đề chính, giá thì tầm 2 triệu thôi anh em. Hôm nay thì hôm trước mình bán mấy con là 1.950.000, mình cũng bán sạch xanh xanh. Thì mình làm lên còn có một máy mới, một máy hai xung mẫu mới này thôi. Được cái là anh em nó điếm số lần hàng cho anh em luôn, quá ngon luôn á, điếm số lần hàng luôn. Nè anh em thấy đang để 6 nè, mình nhấn một cái nó nhảy lên 7 nè, anh em thấy không? Giờ mình chỉnh vô về bắt đầu cho nó về số 0 rồi bắt đầu mình hàng nha. Nè anh em chú ý cái phần đèn đỏ nè, 3 số 0 là chưa có hàng một cái vết hàng nào. Chỉnh lên, lưu ý theo hướng dẫn của mình là mà là sử dụng nha anh em. Đã qua 001 là thời gian 0.01 là tức là dòng điện nó chạy qua đó. Cái này là công suất hàng, tại này nó làm cái đơn vị anh em thấy 300 nó lớn nha, nhưng mà thường mấy thằng này nhiều nó bớt đi một con số 0 thì 30. Sử dụng cái nào nó sẽ quen cái đó thôi. Này là công suất 30 ampe là dòng điện đi qua. Thời gian qua xung 2 là 30 tức là 3 giây. 1 2 3 là nó sẽ dập xung 2. Thời gian của thằng xung 2 là 1. Bắt đầu tới công suất của thằng xung 2 là mình để 45. Còn mấy con này mình làm cho anh em bao chiến là mấy kẽm 0.25 luôn. Thật sự là kẽm 0.23, 0.3 là không có đâu mà mấy anh em. Rồi mình đi vào test kẽm. Bây giờ mình test kẽm 0.2 chứ còn dư kẽm 0.15 là nó không có suy nhê. Mạch này mạch mẫu mới luôn nha anh em, chất lượng luôn, bao vẫn bảo hành 3 tháng như bình thường. Giá bán con này là 2 triệu đồng. Thằng mạch này sử dụng SCR, nói rõ nha, thằng này là 2 triệu, mạch sử dụng BTA 100. Thì nhiệm vụ của con BTA nó như một cái công tắc đèn của anh em thôi, nó chỉ đóng và mở, đóng mở khi dòng điện đi qua, đóng mở, đóng ngắt vậy đó. Còn tỷ lệ hỏng là gần như là mình không, nó không phải 100%, nhưng mà tỷ lệ hỏng là cực kỳ thấp. Cái hàng Sony C4 này anh em thấy nó lủng đích cỡ này, mình để bấy bao lâu mà nó vẫn còn von. Cái hàng C4 này nó bị hư nè, thủng đích nó bị hư. Cho anh em xem nó vẫn còn von luôn á. Bởi mình không dám hàng. Cái đồng hồ mình vứt đâu rồi? Đây đo cho anh em xem luôn nè, bởi nói làm sao mình cỡ này mà nó chưa chịu hư. Cỡ này mà anh em thấy nó vẫn còn chưa chịu hư. Pin thủng đích luôn,
thủng đít là xì quá chất trong đây ra luôn, mình không dám hàng tính ấy mà. Còn mấy thằng này là cũng là sale, cũng sale xịn nè. Sale này là sale gì mình cũng quên rồi, chết ngắt hết rồi. À, đa phần mình lấy sao chết hết rồi. Rồi đi nhanh mình test máy luôn nha. Còn máy này là sale mình thay cho khách trong quả pinboard này, nó lột vỏ ra, nó được đóng vào mấy cái máy này, máy hàng laser này. Mình chơi hai thằng này đi. Rồi quất nhanh em. Cái ưu điểm của mạch hai xung để mình giải thích rõ hơn tí xíu, anh em cho dự dùng cho dễ. Ví dụ hồi nãy mình này mình chỉnh là 30 phải không? Nè, thời gian 30. Ví dụ mình chỉnh anh em hàng kẽm 0.15 đi. 0.15 anh quánh một xung. Cái thời gian qua xung thứ hai anh em có thể là chỉnh cao 3 giây hoặc 5 giây. Tức là anh em sử dụng một xung, anh em nhấn xuống cái anh em lấy ra là kẽm mình sử dụng cho kẽm mỏng. Ví dụ kẽm 0.15 ha, mình nói đơn dễ hiểu như vậy là như vậy. Khi mà anh em muốn dùng kẽm dày, ví dụ 0.2 này, mình sẽ để cho nó thêm 3 giây là nó nhấn hai xung. Mình để mình dập từng xung cho anh em xem rồi anh em để phân biệt rõ hơn và cái hiểu nó rõ hơn. Ví dụ là mình để xung thời gian là 0.3 giây nè. Mình lấy ra. Ok, là ví dụ mình nói ví dụ là trường hợp là anh em sử dụng kẽm 0.15 á, kẽm mỏng á. Thì thời gian cái xung đầu á, em thấy không? Nhấn một cái là nó lại nhảy một lần hàng nè. Xung đầu lẽ 30 là rất là yếu ha. Còn như mình để hai dập hai xung nè. Công suất chỉ tới một nửa thôi, mới có tới 45 mà nghe, xung thứ hai mới có 45 mà. Wow. Hết hồn luôn anh em. Cũng do các anh em không thấy không? Do lý do là mình ngồi nghiêng nè, mình ngồi nghiêng cho nên là cái tai hàng này xuống không đều là sẽ gây tình trạng nổ kẽm nha. Này mình làm thì nhanh lẹ cho anh em mình xem thôi. Đây mình dập hai xung. Bao mạnh luôn. Nè. Một xung đầu, ví dụ anh em sử dụng là kẽm 0.2 này. Mình cài đặt chế độ hai xung. Xung thứ nhất nó xuống, nó sẽ làm mềm kẽm, cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xung thứ hai nó dập xuống là bao chắc luôn. Nè anh em thấy. Gỡ ra là hư pin nha. Gỡ ra là hư pin nha anh em. Nè. Ok chưa? Mình giải thích vậy anh em hiểu không? Anh em không sử dụng không hiểu là anh em có thể nó hư mình hơn. Liên hệ mình. Không hiểu thì liên hệ mình hướng dẫn nha. Về cách sử dụng mạch, lưu ý là thời gian là anh em phải luôn luôn để là một, chú ý ở cái cách chỉnh anh em. Ví dụ anh em để dòng thời gian anh em chỉnh tới 10 giây là dòng điện nó qua đây là nó sẽ gây thủng pin hoặc là nổ pin nha anh em, nhất là những xe tàu. Còn những xe xịn này cái đít pin nó làm cái chất lượng á, cho nên là cái vỏ nó rất là dày. Đây mình để hàng lên đít pin này đi. Mình hàng hai cái, mình qua cái ba xung nha anh em. Tại vì mình mài sử dụng mình phải mà giấy nhám nhuyễn mình mài đi cái nữa cho nó mới ấy. Lưu ý là phải để kim bằng chứ đừng để kim nhọn mà anh em nghĩ là nói nghe. Anh em thấy là nó rất dư công sức. Thời gian mình nãy giờ mình quánh được 4 cái nè. Sơ ý cái lại là nó đứt cái tay ba cái kẽm này chứ nó nguy lắm. Giá bán là 2 triệu bảo hành 3 tháng. Anh em chuyển khoản mình bao phí nghe, tiền ship là khoảng từ 50.000 đổ lên cho cái máy này tại nó nặng. Mình sẽ tốn cái thùng xốp hoặc là mình sẽ gói cách kỹ càng cho đến tay anh em nó an toàn. Sợ mấy cái ông nội vận chuyển lắm. Nhiều khi nó quăng nó bể, nó không hư bên trong nhưng mà nó hư cái bên ngoài. Nhiều khi anh em không biết, không có biết cách xử lý rồi có người khó tánh thì nói chung là quán trách mình cũng khó lòng lắm nha anh em. Lưu ý 2 triệu bảo hành 3 tháng. Mình bán đắt hơn tí xíu nhưng mạch mới mình làm hai xung đương nhiên giá trị nó khác. Hai xung có lợi thế của hai xung và ba xung nó có lợi thế của ba xung. Anh em thấy nó kêu rất là nhỏ so với những cái mạch bảo anh, chút mình sẽ test cho anh em xem. Mình để công suất 45 thôi là anh em thấy cỡ nào.
quên nữa, mình có kẽm zin nè, kẽm này mình tháo tháo khối ra nè, kẽm zin này cỡ cũng tầm 0.2 thôi. Mình thử mất kẽm zin cho anh em xem luôn để cắt ra đi anh em. Nè, mình muốn nếu không ăn thì mình chỉnh lên nha anh em. Này là kẽm zin là xịn luôn á, bẻ không nổi nó như mấy cái kẽm này đâu. Thôi để mình hàng ngay chỗ cái đít này đi. Nè, anh em thấy bao chất luôn nha. Cỡ này anh em có thể là làm nghề được rồi nha. Cỡ này là anh em có thể làm nghề kiếm cơm được rồi đó. Hoặc là anh em dọc phá nha, mình bao chất cho anh em luôn. Lên mẫu cho anh em thấy nó rất là gọn đẹp không? Cái này do người nhà mình làm, do bố mình làm, cho quấn mình hướng dẫn quấn anh em. Chứ còn hồi đó cũng đâu biết làm, mình hướng dẫn làm thôi. Chứ không phải là công việc mình nó bận đó. Cho nên là kiểu là nhiệm vụ của bố mình là chỉ cắt biến áp ra hàng lại và quấn lại thôi. Còn cách đấu mạch mình hướng dẫn đấu thì nói chung là thời gian đầu không quen, rồi từ từ nó cũng quen. Giá bán là 2 triệu nha anh em, bảo hành 3 tháng. Anh em thấy xịn không? Mạch 3, mạch 2 xung mới nó khác. Khi mình muốn chỉnh về không là mình nhấn cho cái mình chỉnh nha. Rồi, bắt đầu thời trong quá trình làm việc anh em nhấn bao nhiêu lần hàng nó sẽ đếm đây hết. Và trên đây nó sẽ có 6 cái đèn nè. Thứ nhất là đèn này, đèn đỏ. Qua đèn thứ hai là thời gian. Anh em lưu ý cái khoảng thời gian này nha. Thời xung là thời gian là anh em chỉnh con số nhỏ nhất, đơn vị là nhỏ nhất. Này là công suất hàng 30A qua dòng điện nó qua một khi anh em hàng. Lần thứ hai là mình dập xung 2 á, mình sẽ là chỉnh nó về muốn chỉnh bao nhiêu thì chỉnh. Anh em muốn 2 giây thì chỉnh 20. Đó, đơn giản ha, ví dụ mình lên 5 giây chỉnh 50. Quá đơn giản đúng không? Còn này lên cái thằng công suất cái này thời gian của xung 2. Đây là của xung dòng ampe của xung 3. Ở xung 2. Quên, thằng này có 2 xung mình cứ nói anh em từ từ xem nha. Rồi, ok chưa? Mình dập xung 50 mình hạn cái nữa mình qua cái thằng bảo anh. Nè. Lưu ý là đừng có chỉnh thời gian, anh em phải kiểm tra trước khi vào hàng nha anh em, đừng để thời gian nhiều quá nè. Nó có 6 lần đèn nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Bây giờ mình làm thêm phát nữa, mình sẽ qua cái thằng mạch bảo anh 3 xung. 3 xung thì tỷ lệ hỏng cực kỳ khó, tại vì nó sử dụng con SCR công nghiệp. Đó, anh em thấy nó rất là lâu, khoảng 5 giây. Tại kim hàng mình mới, anh em thấy mình mới vụ đó. Chung là sẽ bao chắc. Thế tùy theo công suất kẽm của mình mà anh em sử dụng, mà anh em chỉnh cái lành hàng. Ok. Mất 18 phút cho tới cái ông về cái máy này. Giá bán nhắc lại 2 triệu, chưa bao gồm phí ship. Ship code là không bao gồm phí ship á, mình lên vỏ gỗ cũng đẹp lắm nha anh em. Bảo hành 3 tháng, bao chất lượng cho anh em luôn. Hàng này mình nếu mà anh em nào muốn tự trải nghiệm về tự làm biến áp thì cho mình có hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm luôn, cho anh em biết cái là cái mình sẽ tốn phí học nghề nó là bao nhiêu tiền. Còn những anh em nào nói chung là cũng có người là học tham khảo kỹ, biết kỹ thuật về này, cái về điện điện thì làm có thể là một lần cũng sao cũng được, nhưng mà cái khó là ở nhiều cái cách quấn biến áp rồi cũng như anh em tự chế nó sẽ không đẹp bằng mà mình quấn như mình quấn quen rồi. Thằng này cũng vậy, đơn giản thôi, qua tắt mạch 3 xung nha, mạch bảo anh 3 xung. Thằng này mình khoái lắm anh em, mạch bảo anh thì nó không SCR nó thì nó hàng xịn sò, còn BTA cũng nói chung cũng đủ dùng rồi. Đây, cái nét đứt đầu tiên. Mình trở lại từ đầu đi nghe anh em. Khi mình nãy giờ đi. HB mình bán cái đi. Rồi. Đây, anh em thấy chữ E nét đứt trên nè. Là cái này là cái thời gian của xung 1. B1 là xung 1 mình chỉnh 40. Thời gian qua xung 3 là 30. Là 30 tức là 0.3 giây. Ủa 3 giây. Bỏ cái số đơn vị này đi là 3 giây. Đây này cũng là nét đứt của xung 2 nè, để số 2 nè, này thì để rõ ha, 1 luôn luôn để 1 nha. Xung 2 3. Mặt này cái thằng mặt đó anh này nó quánh đùng đùng nha anh em, cũng sướng lắm chứ nó không phải.
tại vì mình đang cài đặt chế độ hai xung nha, mình chút mình sẽ chỉnh xong mài kim lại, dũa kim cho nó bóng lại là anh em thấy rất là cực đẹp luôn. Thế này mình bao chắc rồi, khi anh em muốn sử dụng lên xung 3 mình nhấn cái nha, quên mình bấm qua đây nè, nó nhảy qua đây nè. À, mình cài đặt, mình nhấn vô nha anh em, nhấn vào 3 giây, nhấn bực nè, xung 1 40 nè, thời gian xung 3 giây nè, thời gian của lần hàng là anh em để 1 nhắc đứt nè, 50 nè, chỉnh lên bắt đầu thời gian của xung 2 nè, xung 3, thời gian của xung 3 nè, để 1 nè, chỉnh lên 1, nhấn cái B3 nè, nó là B3 là xung 3, mình chỉnh qua đây. Chỉnh lên 60. Rồi ok. Rồi trước khi ấy vào mình để cài đặt mình kiểm tra lại nè, thời gian của xung 1 nè, 1 công suất 40A. Thời gian qua xung 2 là 3 giây. Xung 2 thời gian là 1 giây. Công suất của xung 2 50A. Công suất của cái thời gian qua xung thứ ba là 1. Ở xung thứ ba nè. À, thời gian mình đang quên, mình chỉnh thời gian lên 5 giây nha, mình là thứ nhiên là nè, thời gian qua xung 3 nè, 60. Kiểm tra lại nè, xung 3 nè, B3, B phở ha. Nét đất này là thời gian của xung 3 luôn luôn để 1. Thời gian qua xung 2 mình 49, mình để mình chỉnh lên 50 cho nó tròn. Là 5 giây anh em. Thời gian qua xung 3 nha. Thời gian của xung 2. Này là thời gian qua xung 2. Ủa, cứ nói nhầm hoài. Cái thời gian hàng á, là để thời gian qua hàng á, là 01. Cái này là thời gian qua xung thứ tiếp theo 1. Về đầu rồi ok. Anh em chú ý là thời gian khoảng nó sẽ giật 3 cái liền nè, từ từ cho khoảng thời gian mình đã cài đặt. Đó, anh em thấy giật 3 cái không? Mỗi hàng lên tới 60A là 3 xung là bao chắc. Quá ok anh em. Kẽm zin thì nói chung là khỏi phải bàn, cái thằng này cũng như 2.2 thằng này thôi, không có gì hết khác đâu anh em. Rồi ngắn gọn như thế nha anh em. Anh em mua sử dụng cái nào không hiểu thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Mình nhắc lại, mình quay lại sơ một cái về cách chỉnh, anh em cứ lưu video này lại, hoặc anh em cắt ghép lại, anh em cắt video ra anh em sử dụng ha. Vào màn hình chính, khi mà anh em cắt điện vào nó sẽ hiển thị lên như thế này. Đây là nét đứt. Để mình lấy camera xuống đi, mình chỉ cho nó về. Anh em thấy cái nét đứt phía trên này nha. Thời gian này là thời gian hàng luôn luôn để 1. B phở xung 1 40A. Thời gian qua xung 2 30 là tức là 3 giây. Thời gian hàng của xung 2 là 1 luôn luôn để 1. Công suất hàng của B2 thằng là xung 2 là 50A. B2. Thời gian qua xung 3 là xung 3 là 5 giây, 50 là 5 giây. Thời gian hàng là 1. Thời gian hàng xung 3 là 60. Khi em muốn tắt chế độ này đi thì mình cứ chỉnh cái thằng này về không. Tắt xung 3 hoặc xung 2 đi thì anh em cứ tắt nó về không thôi, không có gì.